Sáu đồ vật dù thân đến mấy cũng tuyệt đối không cho mượn, kẻo mất hết tài lộc, tiền bạc đội nó ra đi. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị và các bạn luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. À, quý vị thân mến, giữa cuộc sống hàng ngày và trong các mối quan hệ giao tiếp sẽ không tránh khỏi cái việc chúng ta hỏi vay mượn người khác một món đồ gì đó. Đây là cái điều rất bình thường, giúp đỡ lẫn nhau cũng là một việc tốt gây được cái thiện cảm với đối phương, khiến cho mối quan hệ giữa hai bên nó càng trở nên tốt đẹp và khăng khít hơn. Thế nhưng, theo các chuyên gia phong thủy đã cảnh báo, cái việc cho mượn đồ cũng không phải là một cái chuyện mà có thể tùy tiện được. Đặc biệt, có 6 loại đồ vật không nên cho người khác mượn, dù có thân thiết tới đâu đi chăng nữa, nếu không sẽ bị mất hết tài lộc, thiệt hại đến lợi ích của mình. Thứ nhất là đồng hồ. Đồng hồ là một vật dụng quen thuộc, thường xuyên được sử dụng À, tuy nhiên nhiều người vẫn chưa biết cái ý nghĩa quan trọng của cái món đồ này theo các chuyên gia phong thủy đồng hồ là biểu tượng của gì của thái cực vì các kim đồng hồ luôn quay theo một vòng tròn suốt ngày đêm vì vậy khi đeo đồng hồ trên tay nghĩa là các bạn đang mang theo một cái thái cực điều này cũng mang hàm nghĩa các bạn đang nắm trong tay cái tài lộc và cái thời vận hanh thông à, cho người khác mượn đồng hồ có nghĩa là làm mất đi cái con đường tài vận khiến cho công việc bị khó khăn Ngoài ra, kim đồng hồ luôn nhích từng phút về phía trước, nó là cái biểu trưng của dòng thời gian luôn trôi. À vì vậy, khi mà cho người khác mượn đồng hồ còn được hiểu theo nghĩa là cho mượn cái thời gian của chính mình. Đây là một cái điều không may mắn mà quý vị nên kiêng kỵ. Thứ hai là dao. Dao và kéo là một trong những cái thứ mà cũng tuyệt đối không nên cho mượn. À, chúng được xem là cái vật dụng quen thuộc, không thể thiếu trong cái việc sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, theo quan niệm phong thủy, nó còn tượng trưng cho sát khí. Đó là cái lý do tại sao mà người ta khuyên không nên cho mượn dao kéo một cách bừa bãi. Vì chúng có thể gây ra những cái tác động tác hại không ngờ đến sức khỏe cũng như là công danh tài vận của gia chủ. Ngoài ra, các chuyên gia phong thủy cũng cho rằng không nên cho mượn dao kéo, một cái vật đại hung trong phong thủy kiểu có nguy cơ rước lấy họa vào thân. À, vậy nên, ngoài cái việc kiêng kỵ cho mượn dao thì bạn cũng nên tránh mượn dao của người khác. À, tuy nhiên trong không gian của một căn nhà thì người này cho người kia mượn dao là cái chuyện bình thường thì lúc đấy không cần phải kiên kỵ thứ ba là cho mượn gương à, thưa quý vị từ phương đông cho tới phương tây thì đều liên tưởng chiếc gương với cái thế lực mờ ám nào đó mỗi chiếc gương đều mang trong mình những linh hồn của riêng nó vì thế gương cũng là một trong những cái thứ mà không nên cho mượn một khi có người khác mượn gương ấy, thì có thể ảnh hưởng đến cái vấn đề về tinh thần ảnh hưởng đến sức khỏe tiền bạc và gây ra những cái tai họa ngoài ý muốn cho các bạn. Thứ tư đó là cho mượn bể cá. Quý vị thân mến, bể cá và hoa đoán bộ không chỉ có cái ý nghĩa thẩm mỹ mà chúng còn có tác dụng về cái mặt phong thủy. Thông thường thì các gia đình mua bể cá nhằm cái mục đích là cải thiện cái tài lộc trong nhà. À, do đó tránh cái việc mượn bể cá vì cái việc này có thể ảnh hưởng đến cái tài vận khiến cho gia chủ tán gia bại sản hoặc gặp vấn đề về sức khỏe. Đó là chưa kể cái người mượn bể cá không hẳn đã hợp tuổi hoặc là nếu đặt không đúng theo cái hướng và cái địa thế của ngôi nhà hoặc là theo mệnh của gia chủ ấy, thì sẽ gặp nhiều cái chuyện bất an thứ năm ví tiền công dụng của chiếc ví là để cất giữ và bảo quản tiền bạc không những thế phong thủy chiếc ví tiền còn chỉ ra rằng chúng đại diện cho tài lộc nó còn là một trong cái món đồ phong thủy thu hút tiền bạc mang lại cái may mắn cho người sở hữu chính vì vậy các chuyên gia phong thủy nhắc nhở cần phải kiêng kỵ việc cho mượn ví tiền vì cái điều này cho thấy bạn trao cái vận may của chính mình cho người khác từ đó khả năng giữ tiền của các bạn thì cũng ngày càng giảm sút đó là lý do mà bạn thường xuyên để cái tiền bạc hao hụt một cách bất ngờ tốt hơn hết là các bạn nên tránh việc này để không làm ảnh hưởng đến cái tình hình tài chính của chính mình thứ sáu là tiền Ở trong một số thời điểm trong một cái mối quan hệ cá nhân ấy, thì cái việc vay tiền của người khác là điều không không hề lạ thôi xa lạ. Ai cũng có lúc khó khăn, ai cũng có lúc thiếu thốn tiền bạc hoặc là gì, làm ăn thì thất bát cần phải giúp đỡ. Cho bạn bè người quen vay tiền không phải là điều gì xấu. Tuy nhiên, à trong cái ngày đầu năm mới như ngày vía thần tài, ngày mùng 1 âm lịch thì người ta kiêng kỵ cho vay và cho đi tiền. Thậm chí là cái việc trả tiền trả nợ vào những ngày này thì cũng kiêng kỵ, cũng không nên một chỗ nào. À, tiền ra vào như thế vào cái ngày đầu tháng hoặc đầu năm ấy được cho là phản ánh cả tháng cả năm đó do vậy người cho vay sẽ bị mất mát về cái tài lộc trong cả tháng à, còn người đi vay thì luôn trong tình trạng túng thiếu vay mượn cả tháng cả năm thứ bảy là vật phẩm phong thủy cái đồ vật phong thủy mang tính chất cá nhân của một con người hay là của một gia đình sở hữu nó vì thế nó hấp thu và tương tác cái năng lượng với người đã sử dụng chúng thế nên với những cái món đồ mang lọc khí may mắn đến với bạn thì không nên cho người khác mượn khi cho người khác mượn những đồ vật phong thủy thì cái nguồn năng lượng đó sẽ bị biến đổi à, dù người khác sử dụng thì nó vẫn có tác dụng phần nào đến bạn thế nên khi mà cho người khác mượn cái vật phẩm phong thủy ấy, thì nó sẽ mang lại những cái điều không tốt đẹp giống như là chủ nhân cũ của nó thứ 8 không cho mượn lửa à, dân gian có quan niệm không nên cho mượn lửa vào những ngày đầu năm mới và lửa tượng trưng cho là tài lộc, may mắn, sự đầy đủ trong một gia đình. Từ xưa thì lửa dùng để nướng hoặc là nấu nướng đồ ăn, để sưởi ấm nên là người ta rất coi trọng lửa. À, ngọn lửa có màu đỏ, màu, màu đỏ lại tượng trưng cho sự may mắn. Nếu đầu năm mà các bạn cho mượn ngọn lửa là gì? Không quý cái vận may của mình. Những cái điều xui xẻo có thể sẽ kéo tới, làm việc gì thì cũng gặp khó khăn và thường xuyên bị ngăn cản. Cái việc cho mượn lửa hay diêm hay bật lửa thì được cho là cái điểm ảnh hưởng đến trực tiếp đến cái tài lộc của gia đình. Ngoài ra thì nước cũng đại diện cho tiền bạc ở nhà, thế nên cả nước và lửa thì đều không nên cho mượn vào những ngày đầu năm mới. Bởi vậy, cho nước hay là lửa đầu năm hoặc là những cái vật dụng tượng trưng như là diêm, bật lửa sẽ vô tình đánh mất đi cái vận may đang có, làm ăn sẽ khó khăn hơn trong cái dịp đầu năm mới, tiền bạc làm ra thì cũng sẽ thất thoát đi nhiều nữa. Thứ 9 là nạn Nặng là một đồ vật dùng cho những người già để đi lại thuận tiện hơn khi mà sức khỏe của họ ngày càng, ngày càng yếu đi hoặc có thể dùng cho những người trẻ gặp vấn đề về cử động đúng không? về chân bị khuyết tật hoặc là bị tai nạn bệnh tật vân vân. Nhờ có chiếc nặng ấy mà người bệnh mới có thể di chuyển được một cách dễ dàng và thuận lợi. À, nói rộng hơn nữa thì chiếc nặng không khác gì cái phụ tá đắc lực cho con người. Mất đi nó chúng ta sẽ không thể làm được cái việc gì ra hồn à, hoặc thì có làm được thì cũng rất khó khăn và chật vật do vậy cái hành động mượn nạng cũng không khác gì cho mượn đi cái chỗ dựa của bạn vì thế nếu đối phương có ngỏ ý mượn nạng thì các bạn nên mua cho đối phương một chiếc chứ đừng bao giờ cho họ mượn hoặc là sử dụng cái nạng mình đang sử dụng thứ 10 là thẻ căn cước công dân à, thưa quý vị thẻ căn cước công dân là đồ vật ghi rõ cái thông tin cá nhân của từng người đó là một cái món đồ vật quan trọng không chỉ mang cái ý nghĩa phong thủy mà còn trên cái khía cạnh thực tế Các bạn đều không được cho mượn Cái căn cước công dân của mình Một khi cho người khác mượn cái thông tin cá nhân của mình Thì rất dễ bị đánh cắp Người khác có thể mạo danh hoặc là gì Để làm những cái việc xấu vi phạm pháp luật nào đó Từ đó gây ra nhiều cái rắc rối cho chính mình Các bạn kiếm được nhiều tiền Mà lúc nào cũng thấy túng thiếu Không giữ được tiền trong tay Có thể phong thủy nhà ở các bạn đang gặp các vấn đề Cần phải kiểm tra ngay lập tức à, Quý vị thân mến có lẽ chúng ta đã gặp phải cái tình trạng khá nhiều trong cuộc sống rõ ràng có người công việc ổn định thu nhập thì cũng không hề tồi nhưng mà chẳng hiểu sao không bao giờ giữ được tiền trong tay nhiều khi có những khoản chi tiêu ngoài dự kiến khiến cho họ không thể xoay sở kịp khi đó các bạn tuyệt đối không nên hoang mang hãy cứ bình tĩnh mà xem xét phong thủy nhà mình có phạm phải những cái đại kỵ phong thủy nào không à, nói không chừng đó chính là cái nguyên nhân khiến cho bạn không giữ được tiền À, xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi à, Thứ nhất là khung cửa hay là cánh cửa cong, nứt vỡ à, Khung cửa và cánh cửa là nơi đón tài lộc vào nhà Nếu bạn phát hiện ra cái khung cửa hay là cái cánh cửa nhà mình có dấu hiệu nứt vỡ, cong vẹo hoặc là gì Thì tốt nhất các bạn nên khắc phục ngay Cửa ra vào không được tử tế thì chẳng những thần tài không tới lui Mà còn khêu gợi túng thiếu nợ nần đến với quý vị Thứ hai là nhà có quá nhiều gương À, xem phong thủy đời sống thì gương không chỉ có tác dụng chiêu tài nạp khí mà còn gì có thể kêu gợi cái tà khí đó là do gương có tính âm nếu mà trong quá nhiều gương trong nhà sẽ khiến cho cái tài lộc bị tiêu tan gia chủ tiêu xài hoang phí chi tiêu thì bị phủ phiếm mua sắm đồ đạc không thực sự cần thiết cái nguồn chi tiêu nó vượt quá cái nguồn khu tất nhiên là tiền bạc sẽ không giữ vững trong tay được về lâu dài thì kinh tế của gia đình sẽ ngày càng thêm nội bại tài lộc tiêu tán và gia đình thì bần hàn. Thứ ba, đồ nhà bếp bị nứt vỡ. Quý vị thân mến, có nhiều người hay tiếc rẻ, thấy cái nồi cơm bát đĩa rất mẻ, không nỡ bỏ đi, cất vào một góc trong bếp. Tuy nhiên, theo phong thủy phòng bếp, thì đây lại là cái điều cấm kỵ khiến cho bạn không giữ được cái tiền bạc trong tay. Mãi mãi không tìm được cái thời cơ chuyển vận, thần tài cũng chẳng có đói hoài chỗ nào. Thứ tư là tường nhà chóc lở, nứt toát. Tường nhà ở cần phải phẳng phiêu và vững chắc, chẳng những do yếu tố an toàn mà còn để tốt cho phong thủy nhà ở. À, tường nứt vỡ nhất là ở phần minh đường ấy, mà có dấu hiệu hư hỏng là cái dấu hiệu cực kỳ là không tốt. Báo hiệu trong nhà sắp có những người lâm bệnh hay là vướng vào những cái tai họa. Điểm báo đã có mà lờ đi như không biết, à, tới lúc cái tai họa nó ập xuống thì không còn chỗ để mà hối tiếc nữa. Thứ năm là phòng ngủ ốp gạch trơn. Gạch trơn phẳng được dùng để ốp tường và phòng bếp hay là phòng vệ sinh để cọ rửa cho dễ nhưng có những người thích cái sự sạch sẽ nên dùng cái gạch này để ốp vào tường phòng ngủ mà không hề biết mình đã phạm phải những cái điều đại kỵ trong phong thủy à, tường trơn nhẵn sẽ khiến cho tiền tài bị tiêu tán tiền vào tay lại trôi đi mất không giữ được tiền bạc trong tay thứ sáu là cây cối trong nhà khô héo và chết nếu cây cảnh trồng trong nhà dần héo lá vàng vọt khô dần thì đó là cái điềm báo chuyển phức sắp gõ cửa nhà các bạn Đến mùa cây cối rụng lá là cái chuyện bình thường Nhưng bỗng dưng nếu như một cây cảnh trong nhà phần lớn đều lâm vào cái tình trạng trên Thì gia chủ cần đề phòng những tai họa khẩu thiệt thị phi kiện tụng Khiến cho tiền bạc bị tiêu tán trong trước mắt Thứ bảy là cá chết hoặc không nuôi được cá cảnh trong nhà Nhiều người thích nuôi cá cảnh vừa đẹp vừa tốt cho phong thủy Xong nếu đã nuôi cá thì các bạn cần phải hết sức chú ý Đừng để cá chết hàng loạt bất ngờ không rõ nguyên nhân với những gia đình làm mọi cách mà cá vẫn không sống nổi thì cũng cần phải xem xét lại cái phong thủy, chắc chắn có cái vấn đề gì đó bất thường. Cá là linh vật mang ý nghĩa cắt tường, nuôi cá thì phải có kiến thức và biết cách chăm sóc, nếu không sẽ mang tới những cái tai họa cho gia đình. Khi mà cá chết hàng loạt bất ngờ hay là những nhà không nuôi được cá thì đều là cái điểm báo phá tài, nhà sắp có người lâm bệnh cần phải nhanh chóng tìm cách hóa giải. Thứ 8 là tranh siêu vẹo hoàng tượng bị đổ lệch nếu nhà bạn treo tranh, họa ông bà, tổ tiên bỗng dưng một sớm tinh mơ thấy thức dậy thấy tranh bị siêu vẹo không rõ nguyên nhân hay là tranh tượng người bỗng nhiên đổ lệ ở ngay gần khóe mắt thì đó là điềm báo không lành có thể sắp tới trong nhà sẽ có nhiều người gặp tai họa cái chuyện làm ăn buôn bán hoặc là tình hình tài chính thì không được tốt lên cần phải chú ý đề phòng càng không thể không theo dõi xem bản thân có giữ được tiền trong tay hay không đồng thời nhanh chóng tìm cách hóa giải à, quý vị thân mến nếu quý vị muốn công việc của mình luôn được thuận lợi thì đừng quên đặt những con vật này lên bàn làm việc để giúp cho cái kích hoạt tài lộc. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi năm con vật là đệ tử của thần tài kích hoạt tài lộc đặt lên bàn làm việc cải tứ hoàn sinh giúp gia chủ giàu có hơn người. Thứ nhất con ngựa mã đáo thành công à, với những người làm việc kinh doanh hoặc là buôn bán ấy, hoặc làm trong môi trường quan chức ấy, thì cái biểu tượng của con ngựa là vô cùng tốt bởi nó mang cái biểu tượng của sự mã đáo thành công. À, chính vì vậy, bạn có thể chọn một chú ngựa phong thủy đặt trên bàn làm việc hoặc ở trong phòng làm việc của mình, giúp cho tài vận luôn được thuận lợi, công việc trôi chảy, không bao giờ bị tiểu chân hãm hại. Mọi ước mơ thì đều có thể trở thành hiện thực. Ngoài ra, trong phong thủy phương Đông, ngựa là một loài vật được cả người phương Đông lẫn người phương Tây thuần hóa và sử dụng trong cái đời sống hàng ngày. Nó là biểu tượng cho sự trung thành, tận tụy và đắc tài sai lộc cho con người. Thứ hai là con heo, biểu tượng cho sự ấm no hạnh phúc. Trong 12 con giáp thì những chú heo vốn hiền lành và gần gũi với con người, đồng thời là cái linh vật biểu trưng cho sự đầy đủ về mặt vật chất. À, đồng thời những chú heo với cái khả năng sinh sản tốt nên là khi đặt cái vật phẩm mang hình tượng heo vàng trong cái phòng ngủ hoặc là trong bàn làm việc ấy, mang lại cái hy vọng cho các cặp vợ chồng hiếm muộn đang cầu mong có con cái. Những chú heo sẽ khiến cho gia đình phát tài, con đàn cháu đống thứ ba là con rồng là biểu tượng cho sự sung túc biểu tượng của con rồng chính là cái biểu tượng của vua chúa ngày xưa đồng thời hình ảnh con rồng cũng là một cái biểu tượng của sinh khí phát tài thăng tiến trong cuộc sống chính vì vậy trong phân hóa dân gian thì rồng chính là bốn tứ linh của nước ta và luôn được sự yêu mến của mọi người đồng thời con vật này vốn là đại diện cho sức mạnh và quyền lực của toàn vũ trụ nên nếu mà đặt tượng rồng ở trên bàn làm việc và hướng ra cửa chính hoặc cửa sổ thì sung túc ắt gõ cửa khiến cho công việc thuận buồm xuôi gió dễ dàng thăng quan tiến chức phát tài phát lộc thứ tư là có ngậm tiền trong phong thủy thì hình ảnh chú cóc ngậm tiền hay là ngậm ngọc thì đều là cái biểu tượng cho sự tài lộc tiền bạc rất nhiều người thường chọn cái biểu tượng cóc ngậm tiền để kích hoạt tài lộc vận khí trong gia đình giúp thu hút những cái điều may mắn và xua đuổi đi những cái vận xui thêm vào đó cóc ngậm tiền cũng chính là một cái vật phẩm mang tới cái sự may mắn À, trong công việc làm ăn bình an cho gia đạo theo cái quan điểm phong thủy thứ năm là tỳ hưu à, thưa quý vị con tỳ hưu tượng trưng cho tài lộc và sức khỏe của bạn chính vì vậy nếu bạn muốn có sự may mắn trong công việc hút tài lộc vào nhà thì các bạn nên đặt tỳ hưu trên bàn làm việc của mình sẽ giúp kích hoạt lộc khí giúp cho bạn ngày càng phát tài công việc thì hanh thông thăng quan tiến chức lên như diều gặp gió quý vị thân mến với những cái chia sẻ vừa rồi thì hy vọng quý vị sẽ có cái nhìn khách quan nhất đối với những cái đồ vật mà chúng ta tuyệt đối không nên cho mượn kẻ phạm phải những đại kỵ trong phong thủy từ đó sẽ giúp gia đạo luôn bình an tấn tài tấn lộc vạn sự hanh thông cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo xin cảm ơn